trên đường ra bến Ninh Kiều thì mình sẽ có chợ đêm Ninh Kiều nè. Bắt đầu thấy lên đèn rồi đó, tối sẽ tấp nập lắm rồi. Đó, người ta bán cái đồ trang sức, quần áo. Ờ, không thấy món ăn ha. Đó. Có xe điện nha. Thì ở thành phố nào cũng có xe điện á, ngoài Côn Đảo bây giờ cũng nhiều xe điện ghê luôn. Quần áo, trang sức. Bên này là các cái chỗ quán ăn uống nè. Em lắc vô đây mua nước nè. Chỉ luôn. Ở Cần Thơ là phải đi dịch 2 ngày 1 đêm mà hai chồng mình đi như chạy giặt luôn, còn tham quan không đủ thời gian. Thì là có một số điểm thì người ta đóng cửa hơi sớm nữa. Chứ còn chắc chắn là buổi đêm. Thì đi 2 ngày 1 đêm chắc cũng hợp lý. Với lại có một cái điểm tham quan thì tùy gia đình mình ha, có thể lựa chọn như là chùa hoặc là những cái công trình kiến trúc của tỉnh đặc biệt, nhưng mà các cái nhà cổ là nên đi tham quan ha, rất là đẹp, đặc trưng của người miền Tây. Phải thêm giờ 5-6 giờ là người ta đóng cửa rồi. Có lại chưa không? Hồi nãy mình cũng đến ngay dỗ đình Hùng khá gấp, có 4:30 người ta sẽ bị đóng cửa tới nơi. Khách thì không có bao nhiêu hết nhưng mà đóng cửa khá là sớm. Rồi, Bến Ninh Kiều trước mặt mình nha. Bây giờ mình không qua đường. Rồi, ra đây rất là chiều, gió mát kìa ha. Nhưng mà sáng mình có đi cho nổi chứ chị ơi. Rồi, gặp anh chủ tàu luôn. Sáng ngày mai là có thuyền, có ghe, hai vợ chồng đi tham quan chợ nổi Cái Răng. Thì ảnh sẽ đón mình ở tại ngày tại Bến Ninh Kiều ha. Đêm nay anh sẽ làm thủ tục xuất bến, thì mình chỉ cần gửi lại số điện thoại và tên hành khách thì anh sẽ làm thủ tục. Rồi sáng mai 5:30 thì mình khởi hành ha. Mình đi 5 giờ đi bà xã. 5 giờ ha. Giá là 350 ha, hai khách. Năn nỉ dụ dỗ giảm giá không được. Bây giờ mình ra thuyền dạo thuyền Bến Ninh Kiều buổi chiều ha. Giá vé là 200.000, sẽ chạy lên tới cồn gì mình quên mất tên rồi sau đó là sẽ quay về đó. Trời mát quá trời luôn. Xuất bến rồi. Trời ơi, giống như là tham quan Singapore hoặc là đi thuyền Bangkok của Thái Lan á, không có chương trình tour nha. Cái mình đi ra Bến Ninh Kiều, cái có anh kia, anh hỏi mình đặt tour sáng mai đi chợ nổi Cái Răng sớm. Thế là vợ anh hỏi là bây giờ có đi tham quan thuyền trên sông không? Thế là đi luôn, giá có 200.000. Rất là hợp lý luôn. Trời ơi, buổi chiều mà trên sông mọi người ơi, cảm giác siêu mát luôn. Đẹp hơn. Trời ơi, thấy chưa? Nói vậy mấy bạn fan Thái sẽ buồn. Sao mới hiểu mình nói cái gì đâu. Trời đã ghê. Quá trời đã luôn. À, cái này sông êm hơn. Ừ. Sông Hậu bên Hiền Hòa, thấy không? Khúc sông Mê Công. Dạ, Sấm Chài bên này. Quận Cái Răng. Sấm Chài thì quận Cái Răng. Đó, có hướng dẫn viên du lịch luôn. Quay anh lấy tàu kìa, dễ thương rồi, tốt tính. Đây, anh lấy tàu của mình đây. Ô, cái trời hoàng hôn đẹp quá trời. Hay á. Để cái tàu mình hôm tối lên đẹp.
Đó, thì anh nói là Mường Thanh nhìn ra bến Ninh Kiều mà. Chẳng qua cái bãi đất của nó hơi bị chọc thôi. Ôi đẹp quá ha. Trời ơi siêu mát luôn. À, cầu đi bộ kìa. Hay. Cô nào chồng bỏ chồng chơi. Khách sạn Ninh Kiều, khách sạn Ninh Kiều luôn. Kìa, ghe người ta tham quan bên đó kìa không? Cầu Cần Thơ. Cầu Xá Nợ hả? Ghe nó nhảy xuống. Cầu Xá Nợ nha. Ghe đó bỏ ra dép lại là Xá Nợ. Ghê ha, không đeo áo phao là bị phạt nha. Chủ tàu là sẽ bị phạt 750 lận. Tội nghiệp khách luôn. Hay á, kiểm soát hay, nhưng mà vậy thì mấy người nó an toàn du lịch ha. Ôi, có con tàu nhà hàng kìa. Có con tàu nhà hàng nổi kìa. Đó, đi tuần tra đó, thấy không? Đẹp quá ha. Em mày đi ghe này hay hơn cái ghe của cái mùi vậy ha. Đúng rồi. Thì ghe này thoáng hơn, anh cảm thấy nó đã hơn. Mới ăn được. Ờ. Đẹp quá trời luôn. Mình có đi ghe, nhưng mà đó là ghe thì tham quan Chợ Nổi Cái Răng, thấy không? Và sau đó cũng có đi tham quan lầu hủ tiếu. Ủa, cây xăng nè. Cây xăng nè. Cây xăng trên sông luôn. Đổ dầu. Mấy em chó sống trên bè nè. Bắt tay vô đổ dầu nha. Lần đầu tiên mình thấy cảnh đổ dầu trên sông luôn. Đây, cửa hàng xăng dầu trên sông. Đó, bác tài đang đổi xăng dầu. Ở 200 dầu. Mình đi tour 200 đổ 200 thôi. Hết tiền. Đổ hết luôn. Đổ hết tiền luôn. Đổ cái hết tiền luôn. Người miền Tây thật thà, nói chuyện vui rồi. Họ hướng dẫn viên kiểu này vui. Cột lại đó là cắm cái karaoke trên sông luôn đó, tự đổ cho máy luôn, tự đổ luôn. Cái dây dài lắm nha, để cho mấy cái phà xà lan lớn á, người ta còn kéo lên tới cái bình nhiên liệu. Rồi hiện đại không đó, tối là ghe giống xe hơi á, có cảm biến tự là bật đèn pha lên trước luôn. Đổ xăng không ghe chạy êm vãi. Hàng chi nãy nghe khạc 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 khạc. Mình tưởng là tắt máy cho mình tham quan, ai ngờ là hết xăng. Áo hùng thiệt. Kìa bên kia kìa, bên cái ghe bên kia mới là ca hát đã luôn kìa. Ồ. Thôi ngoài dự kiến tôi, ai ngờ hay quá trời hay luôn. Du thuyền Cần Thơ. Ồ, nhà hàng nổi nè. Ở trong bến Bạch Đằng mình là có cái con du thuyền của Sài Gòn Tourist. Anh mà ăn này ở ngoài cũng ngoài thì mới enjoy ta. Ờ đó, người ta ra quay phim quá trời luôn kìa. Cái này đi 200 là chị ơi. Trên kia đi 2 triệu, này đi 200 à. 200 là chị ơi. 200 200. Có độ cao không à. Trời ơi đẹp quá luôn rồi, đó quay về đẹp quá nè. Rồi quay quay lại đó. Ồ, Việt Nam mình đẹp quá ha. Ồ, vô mấy cái đập cồn.
xuyên vòng ra đó. Vô luôn nè, có đường kênh nè. Oh my god. Hay à, cảm giác đi với tổ á. Có đèn pha của ghe nữa mà. Ồ, cảm giác mới lạ luôn. Lần đầu tiên mình đi River Safari của Việt Nam vào buổi tối nha mọi người. Hay là mọi người đến chương trình của mình. Hy vọng là có con cá sấu hay con gì đó thú vị nhảy ra. Không có con cá sấu nhưng mà ở đây có con sư tử nhà mình nha quý vị. Ồ, ở trong gạch có cái nhà sáng sáng như kìa, nhà hàng đó. Resort nha, bên trái mình là resort. Mình ăn bánh tre. Ồ, mình ăn bánh tre cái nó bị lệch tọa độ ra xa chứ vậy hả. Nè, resort nè, có cái cầu dẫn vào nè. Ôi, resort đẹp chưa. Đây, phía trên là cầu Cần Thơ đây. Ồ, ra sông lớn. Ra sông lớn nữa, ra nhánh sông lớn nữa. Trời ơi, cầu Cần Thơ đẹp quá luôn. Đi qua cho nghe. Wow. Cái này hay tuyệt vời luôn nè. Ôi, siêu đẹp luôn. Ôi, buổi tối lần đầu tiên thấy nhìn ở dưới chân cầu luôn. Ôi. Cái này mới hay nè, ban ngày không thấy được đâu. Ban ngày cũng không thấy được đẹp. Ồ. Trái cây chôm chôm thơm phức quá ha. Thơm quá.
vô chôm trái đi. À thôi nhịn đi. Đây là chợ đêm còn Ninh Kiều này. Trên sông Cần Thơ rồi. Bây giờ hai chồng mình đi ăn lẩu mắm nha. Đây là quán 47-49 Bờ Hồ của Cần Thơ. Đi vòng vòng xung quanh cái con kênh này bây giờ mới tìm được trên đúng cái quán này. À, lẩu mắm miền Tây. Trời, bữa tối nhà mình nha, lẩu mắm Nam Bộ nha. Đây nè, bổ rau là có bông điên điển nè. Cái này là gì ta? Kèo nèo à? Kèo nèo. Rau đắng nè. Rau đắng. Rau hổ. Rau muống nè. Rau muống. Rau nhúc nè. Rau nhúc nè. Mạch máu của mình. Rau con chuối. Mắt chuối. Mắt chuối. Đây, chỗ đủ đồ ăn hết nha. Này là gì vậy? Ốc bu nè. Ốc bu, à ốc bu. Mực nè. Mực. Cái này nè. Cá mới cá viên mới vừa viên luôn hàng kia. Cái thời gian chuẩn bị khoảng nửa tiếng. Cái này không phải là cá viên chiên đông lạnh. Cá lát đào. Thịt ba loại nè, đặc sản là ăn lẩu hấp có thịt ba loại. Lẩu mắm, lẩu mắm. Lẩu mắm, à, ăn lẩu mắm có thịt ba loại. Tôm to lắm nha. Cá, cá này cá gì nữa? Cá hú. Cá ba sa, cá hú, cá hú. Cá hú, đúng rồi, cá hú ngon. Lương nữa nè, trời. Có lương luôn, trời ơi, cái lẩu chất lượng luôn, 319 ngàn. Ồ, siêu chất lượng luôn. Quá trời luôn. Ăn gặp mặt luôn. Đúng là mình xem review mình phải đi thử trong các bệnh hơi ngược đường một chút xíu nhưng mà tại vì chị hấp dẫn quá em á là chị hay tâm em á là đi Chợ Rẫy là còn cứu được ra pha cho mưa lên đại học Y Dược Cần Thơ. À, thơm phức luôn ha. Thơm phức thơm mình mắm tại vì cái món này nước lèo không có sẵn. Ừ. Là phải nấu mắm. Nấu mắm là quá không có sẵn. Ông cũng tên mà một tên của em á thì là tùy cái mạch máu qua ông và út ít hay là ông và út đúng rồi cho nó thơm nó dậy mùi rau là bỏ sau cùng hả em đúng rồi rau cái nồi lẩu chất lượng 319 ngàn hàng chi ăn hoành tráng à, lẩu mắm đắt nhất trong các loại mắm này mấy cái lẩu Thái đâu gì có 200 mấy thôi nhưng mà mình có thai mình gọi thêm món nào hết để mình ăn trọn vẹn một món thôi. Quán Bờ Hồ đây 47 Bờ Hồ. 47 nhưng mà cái đường Huỳnh Cương 47 đường Huỳnh Cương. 49 Huỳnh Cương. Quá trời hấp dẫn luôn, nước thơm phức luôn. Sẽ gấp đồ ăn ra đây nha. Ấy xin lỗi, bỏ cái chén lên cái dĩa luôn. Không mày muốn gì đó để muốn được nha. Tại vì sao? Đúng chút xíu mình kêu thì lại rồi là hồi bữa là 5 thùng nha, 5 thùng mà có 8 thùng nhỏ ăn chắc phải cho nguội bớt để ăn lương đây mà lắc xơi đây còn lạnh nha lắc xơi tôi lạnh mà tôm kìa, tôm ngon giá mang luôn. Tôm xong bữa chung bữa thắng. Rồi ok. Rồi mà cái nhà dùng bữa. Bữa anh vui quá. Đúng mấy rồi. Rồi thử đi. Đấy là cái này mà.
là đó đậm đà lắm luôn á. Ờ, khác lẩu vú, lẩu mắm bà vú vậy trên Sài Gòn không? Ừ, nó không có quá ngọt như là trên Sài Gòn mà vị mắm nó đậm, đậm vị mắm. Hấp thử mấy nước này. Ngon lắm á. Ngon ha. Cái mùi, cái mùi là thấy thơm phức à. Đúng rồi, cái vị mắm ở đây nó rất đặc trưng luôn. Đúng là đi về miền Tây phải ăn cái đúng đúng bài luôn ha. Trời ơi, ngon thật nha mọi người. Rất là thanh và rất là thơm. Khác xa so với cái hơi lẩu mắm mà hơi bị công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh của mình nha. Rất là ngon luôn. Đó, rau ăn rau đắng và rau đặc trưng của miền Tây luôn. Rất là ngon. À, đến miền Tây là phải trải nghiệm những món như vậy nè. À, chứ còn những cái món khác thì ở thành phố mình cũng có rồi. Nhưng là không có đặc trưng bằng đặc sản của người Việt bán gì đó. Quá ngon nữa. Đi chợ đêm Tây Đô nhưng mà buồn ngủ quá. Lại sáng giờ đi quá trời điểm luôn rồi. Bây giờ thôi chồng mình về nghỉ, để sáng mai 5 giờ sáng là xuất bến đi chợ nổi Cái Răng. Đó, buổi tối lung linh hơn ha. Và chiều nhận phòng thì không có đẹp ha. Ăn sáng ở đâu? Trên đó là hả? Đó, mình đang ăn sáng trên lầu nè. Rồi, về tắm rửa nghỉ ngơi. Ai nói miền Tây không có nóng đâu, nắng quá trời nắng. Hai vợ chồng mình phải dậy thật sớm từ 4 giờ rưỡi để mà ra tàu lúc 5 giờ ha, để mà tham quan chợ nổi Cái Răng. Sáng sớm người ta đi tàu ra chợ nổi Cái Răng quá trời luôn này. Đó, bến tàu tấp nập chưa được có luôn. Mới có 4 giờ mấy 5 giờ sáng thôi nha. Năm khách thường đa phần là từ 5 giờ đến đây gửi thì tàu xuất bến. Tại vì nếu trễ hơn là chợ sẽ không còn họp nữa. Đây, bắt lấy tàu của mình đây. Tối hôm qua là đưa mình tham quan trên sông. Bây giờ thì mình sẽ lên tàu tiếp tục đi tham quan chợ nổi Cái Răng. Ủa hả? Chỗ bán vé này, tham quan này. Tham quan chợ nổi, 4 địa điểm chợ nổi, làng nghề, đặc sản, vườn trái cây. 4 điểm đi ghép tour là 100.000 nha. Quá trời đông người xếp hàng luôn. Rồi bây giờ mình lên tàu. Có anh dẫn tour nữa. Ở đây khá là tấp nập nha các bạn. Cho nên là hồi chiều hôm qua mình đi ngang bến tàu, mình đặt trước để mà mình xin cái lệnh xuất tàu. Từ dãy dọc hết cái bến Ninh Kiều rất là đông giờ để xin tàu bè xin tàu xuất bến thì nó hơi lâu. Đặc biệt ngày trước là không có thấy đem áo phao. Bây giờ tỉnh bắt buộc tàu xuất bến phải áo phao. Thậm chí còn có lực lượng cảnh sát đi tuần tra để mà đảm bảo là cái việc là chấp hành cái quy định mặc áo phao cho hành khách trên tàu. Thấy quy định này rất là hay luôn. Nha. Tránh những cái tai nạn không có vui. Quá trời đông nghẹt. Đây cái tàu này rất là lớn nè. Trong quá trời đông luôn. Rồi. Đây là chiếc ghe của mình nha. Mình thấy đi ghe này thú vị hơn là cái ghe có cái mùi. Rồi. Em ngồi đi bản thân nha. Lên ghe. Trời ơi, đông quá trời đông luôn, mấy đặc biệt mấy cái tàu lớn. Người ta đi ghép tour tới mấy chục khách trên một cái tàu luôn. Ha, chỗ đó là tàu, gọi là tàu lớn. Còn mình là ghe nhỏ, khoảng 2 đến 6 người. Hợp lý ha. Từ bến Ninh Kiều sẽ phải chạy khoảng 30 phút để đến chợ nổi Cái Răng. Mình sẽ vừa được chiêm ngưỡng sông. Đông lắm nha, bên tay phải kìa. Đi chợ. Đó. Tàu xuất bến đông lắm. Cái khu vực hồi nãy đậu ngay bến là toàn tàu lớn không. Còn mình là ghe nhỏ nên đậu cái tiếng phía người. Không, nhưng mà vẫn lên xuống dễ dàng. Giờ là khoảng 5 giờ 10 phút sáng nên là còn khá là tối. Mặc dù bến tàu rất là đông nhưng mà khi mình quay camera thì không có được rõ nét lắm, là không có diễn tả lời.
bến tàu ở Đồng Đúc như thế nào. Nhưng bà vừa giới thiệu thì trước mặt mình là chợ Cần Thơ này, cũng là chợ đầu mối. Người ta sẽ lấy nông sản ở trên chợ đầu mối ở phía là chợ cá về đây người ta bán buôn. Tối là tàu ghe tấp nập. Ông mình đi chợ cái răng. Chợ nổi cái răng. Đa phần bây giờ thì với lại bây giờ người ta cũng làm du lịch. Chứ còn tuy nhiên coi như là khoảng 70% bây giờ chỉ còn lại cái truyền thống thôi, còn lại là du lịch. Tại vì người ta sẽ bán thức ăn các cái đặc biệt du khách đó, nên là nó sẽ du lịch hóa một phần. Đó, mọi người thấy cái tàu bên kia không? Nghĩa là người ta sẽ đi ghép tour, mà người ta ghi bản giá là 100.000 mọi người sẽ có vận dẫn đi tham quan 4 điểm. Nhưng mà mình thấy cái tàu nó hơi tùng túng, thấy có cái máy không, nó không có cảm giác phiêu lưu như là cái ghe đúng nghĩa của miền Tây. Đó là cả hai chồng mình đang đi thì đặt hết trọn gói một cái ghe là 350.000, thì cũng không có đắt hơn bao nhiêu nhưng mà cái trải nghiệm mang lại rất là tốt. Đây ghe nhà mình nha, chỉ có hai chồng mình với cô lái đò thôi.
thấy biển Chợ Nổi Cái Răng nha, sau khi qua ba cây cầu từ bến Ninh Kiều. Giờ đi là vừa tới lúc là 5:30 sáng á, bây giờ đây là đồng hồ 5:30 sáng, vừa sáng luôn. Đi ghe nhỏ có một cái bất lợi là khi tàu lớn nó đi ngang một cái là cảm giác đi tò luôn. Bị quấn rác rồi nè, giờ cô phải cắt cái rác này đó, xả rác đó. Nhiều cái chừng mình sớm quá hả? Tụi ta đi sớm rồi đó, 4 giờ ta đi rồi đó. Rồi lên ăn bánh xèo kìa. Trời ơi, bánh xèo đó hồi nãy anh nói có biển bánh xèo, trời ơi nè, bánh xèo nè. Mỗi lần mà có ghe hoặc tàu lớn đi ngang là cảm giác đi dầu luôn cho cái ghe nhỏ mình. Mà đứa mình mới thấy mong manh, chỉ mình chỉ ở sông biển. Riêng cua đầu. Mày vô, đó. Mày vô. Tàu tấp nập chưa? Ôi ôi, xinh quá, bán đã không? Dạ, phía trước mặt rồi. Đó, bắt đầu thấy rồi nha, chưa có vào sâu trong chợ nha. Đây, chợ rau củ quả là thơm, là đặc sản là thơm nha. Thấy thơm rất là nhiều. Nhiều thơm lắm. Đây
xong rồi sống đỡ dữ như là phía ngoài rồi, thấy không? Tại vì tàu trắng. Tàu trắng rất nhiều, chứ hồi nãy mình mong manh ở giữa luôn. Ta ở trên này luôn em thấy không? Dạ. Nhà ở luôn người ta. Rồi qua đây. Ngồi nói đi. Đúng rồi. Đây luôn.
Rồi đây mới đúng anh mới quay lưng lại mới đúng luôn thấy chưa? Ăn mà cái tô nước lèo đó nó sẽ sập sình vô sập luôn. Cô. Đây, cà phê kho. Dạ. Gửi tiền luôn không cô? Có sữa đâu này không? Bây giờ đổ. Dạ. Đi sữa đâu này. Ê trường nha chị. Ê trường. Ờ. Em ơi uống một ly đó hả? Đó, mình đi tự túc là cái là cô cho mình cái này nè, cái bàn. Mình bắt qua như cái bàn vậy đó, thoải mái dễ sợ luôn. Ăn thử rồi. Ê cà phê mày rửa ít sữa ngon nha, ngon không thua gì Milano ở nhà. Ngon ngon quá nè. Review ơi, nước có gì? Có cua nè, có chả nè, có thịt nè, có cá viên nè. Ăn thử rồi, nước thanh không? Hay là bún riêu nha. Ờ, các kia khác người ta cũng tấp nập, nó ăn xong rồi trả tô luôn. Bánh bao, bánh bao. Trên kia là hủ tiếu nhà bè nha. Ở xa xa đó. Đi đông quá là đi đông, đi đông là bè. Nhưng mà mình ngồi ngay giữa sông thì phải ra đúng chất hơn. À. Cái lựa chọn mình. Cảm giác mà ngồi trên thuyền ăn về mới đúng à. Các bạn lưu ý nha. Các bạn ăn mà nước mà dập lắc lư, lắc lư, lắc lư. Ai mà cũng quen đó là chuyện gì đến sẽ đến. Nè, xung quanh quá trời đông người ăn luôn nè. Cái này là người ta đi gia đình đó. Là ghen người ta thoải mái, sập vô. Vĩnh con nha chồng. Lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác này luôn á. Miếng cua ngon quá trời luôn nè. Ồ, cái này khổng lồ, chở xăng dầu luôn. Cái tàu, xà lan lớn. Trời ơi, ăn xong rồi, bây giờ mình lên đường tiếp tục nào. Trời ơi, cảm giác ăn trên sông nó rất là ly tồ nha. Nó dập dềnh. Hồi mình là người không bao giờ bị say sóng luôn. Hồi cảm giác bị say sóng á, thì khi mình cúi xuống mình gấp thức ăn là hồi mình cảm giác lưng lưng á. Nên là khuyến cáo là anh chị em nào mà dễ bị say sóng là không có nên ăn trên ghe, trên tàu nha. Nhà bè nè, quá trời đông luôn. Đoàn người ta lên tấp nập ghe đậu cũng như là xe buýt ở trên đường bộ trên mặt đất mình. Anh thấy nó hơi bị thưa hơn so với ngày xưa ha. Tham quan gì cô? Tham quan này hả cô? Dạ lên thử luôn. Dạ. Dạ. Để tham quan thử cho biết, coi trên nó bán, họ bán cái buôn cái gì. Dạ. Dạ. Đây, điểm tham quan đầu tiên, thật sự là một cái bè trên sông luôn. Khi cập vào thì đưa đoàn lên này thấy chắc là bán mấy cái món ăn, món quà lưu niệm đó. Mình đi vào thử bên trong coi lại người ta bán cái gì. Đặc sản miền Tây rồi. Đây vậy thì con mai khách luôn ơi. Được dán một cái phiếu nha, được dán một cái phiếu có mã số luôn, chắc là mã số đoàn, xong là tính hoa hồng cho các cái chủ ghe. Thơm một bánh bưới quá ha. Thơm một bánh bưới ghê không? Chả khô sẽ ngon hơn nha. Thank you.
Nó bán các món ăn đặc sản miền Tây. Quá trời luôn. Cá khô nữa. À, dưới kia là sầu riêng khô tại chỗ kìa. Ừ. Con kia có thử vậy? Sầu riêng. À, bánh sầu riêng. Rồi, sầu riêng chiên luôn. Dạ, dạ, được rồi, cảm ơn. Dạ, em mới ăn rồi. Sầu riêng chiên giòn mà. Giờ mới thấy. À, giờ mới biết là. Ở trong Sài Gòn ta bán cái này, giờ mới thấy người ta khách người ta làm bánh bột. Bánh tráng. Bánh tráng. Bánh tráng. Bánh tráng. Phết sầu riêng lên. Phết sầu riêng. Đó. Xong rồi xếp lại thành nhúng bột. Thành vuông. Nhúng qua bột xong rồi chiên giòn. Đâu có nhúng bột nữa rồi. Thì anh bên kia nhúng bột. À đúng rồi, có một thao bột. Nhúng bột nó mới bọng lên nè. Nó mới sùng lên. Đây các sản phẩm làm từ gỗ dừa đây. Bằng dừa. Ừ, thì đi Bến Tre mình cũng sẽ được vào những cái làng nghề cũng như những cái nơi bán hàng như thế này. Nói chung là những cái đặc sản của tỉnh người ta đem ra đây trưng bày người ta bán. Hết rồi, thôi mình xuống ghe tiếp tục nào. Ghe bánh xèo hôm xưa hả? Lớn ăn bánh xèo hả? Có cái ghế ngồi vậy? Không hẳn là chờ. Trời, ghế siêu ngồi luôn. Rồi, lên đường đi tiếp. Bước xuống hơi khó à nha. Em gái xuống từ từ đó. Có cái sợi dây mà coi chừng đó mà. Dạ. Vô dịnh cái kia đã. Con xuống được không? Dạ được, con xuống được. Dạ. Rồi con cám. Con xuống rồi. Dạ rồi, cảm ơn bà. So với khoảng hơn 3 năm về trước thì mình thấy bây giờ vắng hơn ha. Mình thấy là đa phần luôn chứ thôi sau ấy thấp hơn so với dự đoán hồi nãy của mình luôn là số lượng ghe của du khách của nhiều hơn rất nhiều so với ghe của địa phương luôn. Còn ngày xưa ghe du khách không có bao nhiêu hết mà đa phần là người ta buôn bán, người bán đĩa ở đây người ta buôn bán ha, tấp nập luôn. Bây giờ thấy rõ ràng, sáng giờ mình thấy là đa phần là ghe của du khách, khách du lịch rất là nhiều. Còn cái người dân người ta mua bán thì chỉ có khúc đầu ở trên kia thôi ha. Không còn là nhiều như xưa nên không biết người ta bây giờ người ta đã về cái bến sông nào hoặc là người ta đi có thể người ta đi vào chợ. Thấy bây giờ
giờ rõ ràng là chỉ có một khúc sông phía trên là còn người ta mua bán thôi, còn lại là khách du lịch hết. Tới cái khúc này là phải quay ghe lại về nè, quay ghe lại để mình tham quan xưởng kẹo với lại là xưởng mật ong gì nè. Sở mật ong ha, tham quan theo như là tour là 4 điểm. Dạ. Rồi lên nào. Cơ sở sản xuất mật ong Hai Nương. Mà không nhãn. Rồi cái bình làm trái mận hay cho em. Em coi lá sen hả? Tìm xem. Làm kẹo á. Ồ, nghe mùi dừa. Người ta đốt bằng sơ dừa nè, thấy chưa? Thơm quá ha. Đốt bằng cái sơ dừa thơm luôn. Đó, người ta làm kẹo á, xưởng làm kẹo luôn. Cái chảo đó người ta nhào nè. Là đằng kia thì người ta có làm cho mình coi thử nè. Này là món gì vậy sao? Cốm. À, làm cốm nè. À, cái này là cho vào khuôn nè. Cái này con lấy 12 đây là đúng tiền có 10 thôi. Quá trời dừa khô luôn ha. Dạ. Yeah. Nè, kẹo dừa bên đây nè. Chỗ này người ta cắt kẹo quá nè, ta ép vào khuôn nó có cái thớt. Chị bên này nó ép khuôn. Ép cho nó fit vào khuôn để kẹo có hình dáng vuông vắn. Rồi mới cắt. Dài quá. Nhau đẹp phải
cắt bột rồi hả? Dạ. Phở cho phở dính. Dạ. Bột gì? Không biết nữa. Hết rồi, bây giờ lên đường tiếp thôi. Mình tham quan lò hủ tiếu, xem cách người ta làm hủ tiếu và cắt sợi ra như thế nào nha. Mình không có đi vườn trái cây tại vì như cô nói là mùa này không có trái, chắc là cam quýt rồi đó, nên là thôi mình không đi, tại vì hồi trước mình có đi một lần rồi. Đây là hai bên nhà dân người ta sống này. Rồi, tới lò hủ tiếu rồi. Tham quan lò hủ tiếu. Lò hủ tiếu vườn sinh thái Sáu Hoài, pizza hủ tiếu. Mới nghe món đó lần đầu luôn. Có món pizza làm từ sợi hủ tiếu nè. À, các cái món bánh trái miền Tây. Mấy anh ngồi chờ lắm kìa. Hủ tiếu chà bông nữa nè vợ. Cái đó mình bán 30 ngàn à. Ở dưới thì nó bán cái đó là 50 đó. Dạ. Cảm ơn cô, để con ăn dòng. Nhà hồi xưa ha. Ờ, hủ tiếu xanh đỏ tím vàng hay chưa nè. Trong nhà hồi xưa nè. Ừ đúng rồi ha. Cửa sổ nó đúng. Xây kiểu gì phun cái đá vậy mới đúng. Ừ, xem này hay hơn cái chỗ mật ong nãy ha. Mật ong nãy thì không có hấp dẫn cho lắm. Có lẽ nếu mình đi Bến Tre thì sẽ được tham quan, được người ta mời uống trà với mật ong. Đây là bếp, nghe là người ta làm hủ tiếu này. Xài hủ tiếu sao màu hồng màu trắng ngổ ha. Không thấy người ta làm ha. Nè mọi người nhìn thấy cái sợi hủ tiếu không? Xanh đỏ tím vàng rất là ngộ ha. Hủ tiếu bột lọc Sáu Hoài. Pizza hủ tiếu hả? Đâu là pizza hủ tiếu? Mình nấu rồi.
Trời ơi, Vi là camera truyền hình quay Vi luôn, ghê thiệt Vi ơi. Ủa cắt một lần cho coi vậy thôi à. Một lần là hao cái bánh rồi. Màu xanh nhìn đẹp quá à. Đẹp quá ha, nhìn cái sợi hay quá ha. Cái mộng này, cái mộng này thì đang có ra nó nằm luôn. À, Thanh Long kìa, Thủ tướng Thanh Long nữa kìa. Đó, giờ ta mới đóng khuôn á. Mình lấy thẩm này đủ. Cái thế này thì nó 50 ngàn, còn thứ tư này là 50 ngàn một ký. Cái máy cắt sợi nè. Đây nè chồng, Thủ tướng. Cái máy nhìn nó sợi sợi trong rồi không? Để mà cắt hơi sợi nè. Hủ tiếu bên đây. Ờ, bên này là người ta làm bánh đó, làm bánh hủ tiếu này. Đây, đã đổ hủ tiếu. Đã đổ. Sau đó người ta mới nhuộm màu củ quả vô ha. Nó tạo ra màu tím, màu xanh lá cây mình thấy. Đây, coi chán nè con. Đây, đốt bằng trấu. Đây, coi chán. Coi chán, chán hủ tiếu nè. Cái này không còn anh, định xấu không anh? Được, anh thấy cái này có biết. Thanh Long, bây giờ lấy Thanh Long biết không? Mình thì lấy hủ tiếu này cho mình chút khô. Không thì mạnh, muốn lấy thêm này nữa. Cái này nó rất là con thôi. Anh xem hai cái này. À, chú chán hủ tiếu. Rồi, hai ký chán. Rồi, hai cái bánh nướng nè. Bánh cuốn nè. Ừ, bánh cuốn, bánh nướng. Bánh cháu. Nấu bằng cháu. Bên kia nấu bằng dừa. Cái hành này cái mùi dừa ha. Dạ. Kẹo thì đốt bằng sơ dừa, bánh sáng thì đốt bằng trấu. Bà xã ra để mà bắt đầu mới lấy cái này cuốn bánh lên. Đấy, không thấy gì. Ra ngoài đi. After them, it will be black like this. They use it black to fertilize the tree. So, and the solution I told you here. So this noodle is very different ingredient compared to other noodle in Vietnam like chán lại đi, chán lại đó kìa, giờ để đâu chú, chạy xuống đó. Cái lại cho nó hút cái nữa. Dạ. Lại cho nó hút cái nữa. Hút cái. Rồi cái này là hoa đậu biếc nè. Hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc là tím tím. Hoa đậu biếc á. Wow. Cô bé bánh hủ tiếu luôn. Anh ơi, nhà anh còn con trai không? Cho bé này nó lợi đi. Hai đứa con trai luôn. Đó. Đây, đó là mình đang lại đi xanh luôn, hay quá ha, cắt tay hay quá ha. Đó, xem một cái lá dứa nó quay cho nó đẹp nè. Màu lá dứa này xây nguyên cắt ra mà. Rồi, chia tay. À, cô mua chổi. Cô ơi. Hay ha, lần đầu tiên thấy mấy cắt sợi hủ tiếu ha, cái đường bánh nó ngon cái. Thì thật sự cũng là thử cái sợi bánh tráng của giống như bánh tráng, loại bánh tráng của mình ha. Con ghe mình đó hả? Từ đường bộ cầu nối sát cái nhà luôn, đã có đường hết luôn rồi. Bây giờ ghe giờ đa phần chỉ dành cho du khách thôi. Người dân địa phương ta đâu còn đi dùng ghe để mà lấy. Cầu đường bây giờ quá tiện lợi. Mình sợ là vài năm nữa là cái chợ nổi cái ăn ha, nó sẽ không còn tồn tại đâu, lại quy mô giảm rất là đáng kể. Đúng không? Người ta đa phần khách du lịch hoặc là người ta cố gắng mô phỏng lại cái cuộc sống
sinh hoạt ngày xưa của người dân ở trên sông thôi. Bây giờ chợ lề đầy luôn mà, ta đi xe nó tiện hơn đúng không? Xe tải, xe vận tải các kiểu. Còn hơn lên trung tâm nữa, siêu thị đầy luôn mà. Đó. Nãy còn lăm le xe sắp sửa xây cái cầu bắc ngang sông nữa. Có rất nhiều cầu luôn. Bây giờ mình về lại Bến Ninh Kiều, kết thúc chuyến đi tham quan chợ nổi Cái Răng sáng hôm nay nha. Đó, bây giờ thấy đường bộ là sát luôn sông phải không? Nên bây giờ là mấy cái ghe mà người ta neo vào, người ta nãy mình thấy là người ta chất hàng lên bờ hơn là đi bằng ghe tàu, trừ khi là đi quá sâu vào trong rạch thôi. Nên là mọi người cứ tranh thủ đi tham quan thì tranh thủ đi ha. Sợ vài năm nữa là cái mô hình mà trên sông này không còn tồn tại hoặc là nó giảm quy mô xuống. Nhà bè cũng ít thẳng hơn hồi xưa ha. Giờ ta xây nhà cửa hàng ở trên đất liền hết rồi. Đó, giờ mặt trời lên cao nắng rồi đó. Giờ bây giờ dịch vụ trên ghe là mắc hơn nha, ví dụ một tô 4 riêu hồi nãy mình ăn là 45.000, quá mắc luôn. Mắc luôn, ly cà phê 15.000, sữa đậu nành 15.000. Sữa 15.000, giống như là có kiểu làm dịch vụ thôi chứ không phải như là buôn bán hồi xưa. Mấy chục ngàn người dân đi ăn đâu chịu nổi đâu, không? Nếu mà người ta đi làm thật sự, đúng không? Cuộc sống vậy đâu. Là mọi người thấy là ở dưới đây là chợ nổi, thì bên tay phải là rất là gần luôn là đường. Đường lớn luôn. Đường lớn. Thì người ta sẽ không còn mà mua hàng ở trên chợ nổi nữa. Nhưng mà mình hy vọng là nếu mà mình đi cái mùa gần Tết á, Tết âm lịch đó. Các cái vùng sâu xa người ta đem ghe tàu lên, người ta mua bán nông sản thì có thể là nhiều hơn. Khi đó gọi là trao đổi hàng hóa luôn ha. Mấy cái ghe tàu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long họ sẽ lên đây, họ mua, họ mang về, lúc đó sẽ tấp nập hơn. Đấy là khách mua rất là ít.
đó nè, đang tập lập view luôn. Chia tay bến Ninh Kiều, hai chồng mình khởi hành tiếp rồi. Đây, chợ đêm đây, bây giờ buổi sáng là không có, không có hàng quán gì hết. Mình đi tham quan chợ nổi Cái Răng xong, bây giờ là lên bờ là 8 giờ ha. Nếu mà mình đi tham quan cho đủ luôn là cái hàng là vườn trái cây nữa thì chắc là thêm khoảng nửa tiếng nữa đi. Ba tiếng rưỡi cho một tour. Thì mình cứ đi theo ghe thôi, người ta sẽ chờ mình. Ngon quá nè. Rồi lấy xe lên đường. Rồi lên phòng khách sạn. Thì ăn sáng luôn cho kịp. 9 giờ là người ta hết ăn sáng. Giờ về khách sạn đúng 8 giờ rồi kịp nè. Mỗi ngày mùi đoạn thơm phức nè. Đi lên cầu ngày nào em ơi. Đây, chỗ ăn sáng mình đây. Đi vòng coi đã không? Thịt viên, sốt cà chua, sứ mặn. Gà nấu ragu. Bánh bao khá xíu. Nghe quầy nước uống. Rau củ quả, hoa lan, hoa tây. Giang đó hả? Đăng luôn. Từ từ kiếm cái bàn nó đi vòng cho nó cảo xíu ngoại để hấp dẫn. Mì xào hải sản, cơm chiên trứng, cơm trứng đi nè, cơm chiên nè, ăn nếu cho nó chắc bụng. Cháo, ê con guốc này ngon nè. Guốc ăn cháo. Ăn không có gì vậy? Rồi, chiếm bàn ngồi đằng kia kìa. Ăn phở đằng kia, có nước, có bún, có món nước kìa. Không có gì. Cúng cá em. Món nước có bún cá. Đây bún cá nè. Nước vừa miệng mà sẵn. Nó ngon nè. Ừ. Cũng khá ngon. Cảm gà. Ừ, nó tôi hết tại nó được á. Đặc biệt trong cái cơm chiên khá ngon. Đây, của mình đây. Khá đầy đặn luôn. Mình trả phòng để mà tiếp tục lên đường đến Bạc Liêu. Nơi có cái địa danh rất nổi tiếng như là nhà công tử Bạc Liêu mà. Cánh đồng điện gió. Rồi, nắng miền Tây rát luôn. Nắng cảm giác còn gắt hơn ở trên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ngoài trời bao nhiêu độ nha? Xe ghi 34 độ nhưng mình nghĩ chắc là hơn. Gắt hơn. Gắt hơn nhiều. Bây giờ mình sang Bạc Liêu. Cầu Cái Răng. Hồi sáng là mình đi cái này, cầu này là mình thấy có cái biển á. Dạ. Chợ nổi Cái Răng á. Bây giờ qua bên kia cầu là chợ nổi. Lúc mà mình đi ghe thì mình sẽ đi đến cái nhánh sông như thế này.